Các bạn ơi, mình là một người nghiền cà phê. Mình chọn được một cái quán cà phê rất ưng ý. Hôm nay là giới thiệu cho các bạn nhé. Cái quán cà phê này là quán cà phê nhỏ nằm trên cái đường Lạc Long Quân. Đấy, phía sau lưng là một không gian của Hồ Tây. Quán cà phê này mình gọi là cái quán cà phê hoài niệm. Các bạn nhìn thấy các cái bậc thang đi lên tầng lát gỗ đấy, một cái hình ảnh Hà Nội xưa. Các bạn nhìn thấy vẫn còn cái cột điện đấy, chụp chắc là cái hình này chụp Hà Nội trước năm 1954. Mình sẽ đưa các bạn lên cái gian phòng mà mình hay ngồi ở trên tầng 4. Đấy, cầu thang có vậy thôi, hẹp. Đây lờ mờ này, là các bạn sẽ nhìn được cái không gian Hồ Tây, là sau cái trục cái dãy nhà đấy là cái không gian Hồ Tây qua cái khung cửa sổ nhỏ mở ra đấy. Đấy, lên cầu thang này, tầng nào cũng có một cái gian phòng vệ sinh, các bạn nhìn thấy không, khác biệt cái trạng này. Đây, cái vòi nước bằng đồng các bạn nhé. Này, vừa vặn dài để các bạn. Đấy, cái núm bằng đồng. Thế bạn nào nhớ. Là đèn thì chỉ có cái đèn đèn led, nhưng mà cái hình dáng sợi tóc, đèn sợi tóc cái thời bao cấp đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái gian phòng nhé, gian phòng cà phê. Đây, gia chủ là toàn các cái cuốn sách cũ để cái trên cái kệ, cũng như cái thời bao cấp là những cái mảnh gỗ vụn có thể đóng lại thành một cái giá sách, tôi thấy rất khéo. Thế còn đây là cái phích nước Trung Quốc của một thời bao cấp. Thế còn đây là cái quạt, nếu mà tôi nhớ không nhầm là cái quạt Liên Xô này là thời được sau cái thời cái quạt con voi, như gọi là quạt con thỏ, như có đúng không các bạn. Đấy, còn trên kia là một chút hiện đại hơn là cái phích đá của Liên Xô những cái năm thập niên 80 của thế kỷ trước đấy. Đấy nhá, tôi lật dở cho các bạn một cái trang sách nhé. Ví dụ như cái cuốn này này, Hào Hớn Chẳng Các. Đây, các bạn xem là của nhà xuất bản ở đây, nhà xuất bản Hà Nội 1986. Đấy, nhớ là như vậy là nó tới 38 năm nay rồi. Đây, còn đây các bạn nhé. Đây, cái này là của Đại học, Thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đôi Mắt Kịch của Vũ Dũng Minh. Ôi dồi, từ năm 1977. Các bạn ơi, là như vậy là 47 năm nay.
Đấy. Đây cái bìa ngày xưa. Xem minh họa này của ai. Lật dở xem cái trang. Không có người minh họa. Lưu Triều là tháng 10 năm 1977. À đây, bìa là của Triều Lâm. Chả hiểu họa sĩ nào. Đây các bạn nhìn. Tôi có cảm tưởng là toàn bộ cái hệ cái mớ chuyện này là được nhặt ra từ một gánh hàng đổ nát. Các bạn thấy hay không? Bên cạnh là cái quạt này, quạt con thỏ. À, có đúng không? À, lên nữa đây. Đấy, các cái bóng đèn. Cái chao đèn là bằng tráng tráng kẽm như là tráng men, à tráng men sứ các bạn. Đấy, các bạn nhìn. Đây còn đây là sẽ nhặt ra một cái vài cái hình ảnh cũ của Hà Nội nhé, cũng là thời bao cấp thôi, rất khéo ghép vào in dàn quầy bán thực phẩm tươi sống này. Đấy, thời còn xe đạp Hà Nội các bạn thấy còn có cả cái lốp vòng ở cái vá xe thay lốp thay sầm vỉa hè ngay góc đường. Đấy, còn đây là cái cân Liên Xô bán thời này. Thịt dọi thịt thủ thì được tính bằng hai đấy, tôi vẫn nhớ vậy. Đây còn thấp hơn nữa là cái trục phố Hàng Ngang Hàng Đào là cỡ chừng là sau tiếp quản thủ đô. Đây còn thời này là thời bao cấp đấy. Đây, xe đạp dọc trục Hàng Ngang Hàng Đào. Còn đây là chiếc đèn ông sao sau năm cánh tươi màu. Thế tôi còn vẫn nhớ là cái hình ảnh này là cái hình ảnh xếp hàng mua rau hoa quả là ở trên cái phố Khâm Thiên này. Thế còn cái ảnh này tôi vẫn nhớ là hai thiếu nữ chụp năm 1962 hay là 61 gì đó là ở trên cái dạng ổi ở Quảng Bá. Đấy, từ cái không gian này các bạn, quán cà phê này mà về Quảng Bá này chỉ chừng có 2 cây thôi. Đấy. Thế còn đây là cũng là một cái mà tôi thấy rất ưng ý, nó đồng bộ các bạn. Đây các bạn nhìn nhé. Đây là cọc cạch sưu tầm các cái bộ salon. Đấy, bằng gỗ cẩm lai thôi. Đấy các bạn nhìn lại các cái bộ salon nhé. Bộ salon này. Bốn cái ghế thôi. Nhưng mà bốn cái ghế khác nhau. Đấy, rất khéo. Đây tôi nhớ là cái ngày đầu mà cái năm mà con tôi đi du học ở bên Pháp, ở cái thành phố Montpellier, thì tôi có sang bên đó này, cũng cách đây là 12 năm rồi. Nhập vào cũng có cái bộ salon. Hồi là bằng bằng đệm đệm vải. Nên tôi hỏi con tôi là sao con có cái bộ salon này, nó bảo con đi nhặt. Người ta là cứ vứt ở dưới hè đường ấy. Nên là chịu khó là khuân lên. Thế tôi có cảm giác là những cái bộ salon này là một là mua rẻ, hai là có thể là đấy các bạn nhìn mà rất phù hợp nhé, họ chọn cái loại vải và cái đệm cũng là cái loại vải thời bao cấp này. Như là vỏ chăn vỏ gối, các bạn nhìn thấy cái họa tiết chưa? Đấy các bạn nào sống thời bao cấp
Đấy. Không phải ai cũng nhớ được là đánh vét ni xong rồi ngồi lại sờn lại cái ghế tựa này. Đấy, cả cái bàn. Đây và các bạn nhớ. Đấy, gia chủ rất khéo rồi. Chọn một cái cánh cửa cũ lồng ghép vào cái không gian này. Đấy, như để nhắc nhở cái ngoài miệng, kể cả cái khung cửa sổ một cánh thôi. Cái quán cà phê này là dành cho các cháu sinh viên này. Tới đây là ôn bài, học bài và giao lưu với nhau. Đó, tầng 4. Thì ngang là các bạn có nhìn. Hôm nay trời Hà Nội mưa các bạn. Đây còn có cái dãy, cả một cái dãy. Dãy bàn kéo kê ngoài ngoài ban công. Đấy các bạn chú ý nhé. Cả các cái loại gạch này. Đấy, gạch 20 20. Gạch men như của gạch men An Dương. Nhưng mà cái họa tiết này là cái họa tiết cũng đã cách tân. Họa tiết và màu sắc này là lấy lại cái mẫu gạch đá hoa thời Pháp. Đúng các bạn thấy không? Đây, đây là toàn bộ. Các bạn xem cái không gian tôi ngồi. Nó như một cái phòng nhỏ. Nó là một cái phòng nhỏ các bạn. Ở bên trong. Đây lát cái gỗ ván sàn. Khéo lát cái gỗ ván sàn. Quang dầu như cái. Đấy, bây giờ. Ở trong này các bạn ạ là kê được bốn cái bàn thấp. Thế ngồi là ngồi tựa vào cái bốn cái bàn. Các bạn thấy không? Là bốn ngọn đèn. Đấy, cái chao đèn thấp xuống này. Đủ để đọc sách. Đây. Một cái khung ảnh cũ Hà Nội. Cái phố này trong ảnh cũ có lẽ là phố Hàng Bạc. Lồng trong một cái khung cửa sổ. Đấy, các bạn nhé. Đấy, tôi là tôi xem rất là nhiều các cái ảnh cũ Hà Nội nên tôi nhớ đây là cái phố này là cũng là cái phố Khâm Thiên nhưng mà cỡ chừng là thập niên 70, 80 thế kỷ trước. Thế còn cái trục này có lẽ là phố Tràng Tiền. Đây thấp hơn nữa các bạn nhé. Không hiểu có phải là ô quan trưởng không. Ô quan trưởng nhìn ra cái thời còn về cái bờ đê sông Hồng. Đấy, nhìn từ cái trục phố Hàm Chiếu. Đây còn trên đây thì
Đương nhiên là chùa Một Cột rồi. Đấy, lại các cái cuốn sách. Đây là cuốn nào này? Xem nào. Mất nhà xuất bản. In năm 1988. Xí nghiệp in là xí nghiệp in hậu cần. Trình bày bìa là Tân Đình Trường. Không biết nhà xuất bản. Đây cái cuốn sách này thì tôi nhớ. Đấy cái thời là còn cái nhà xuất bản ở trong Nghĩa Bình in ra chừng năm 1988. Cái cuốn này này, mất nhà xuất bản Văn Học. Đây nhà xuất bản Thanh Niên các bạn. Tôm Dôn, Đứa Trẻ Vô Thừa Nhận, nhà xuất bản Văn Học. Đấy, đây các bạn nhìn, đã nhìn thấy cái đĩa men thời bao cấp ngày xưa chưa? Đấy, bây giờ là mất tích. Trên nữa thì tân tiến hơn các bạn ạ, là cái sáp cassette. Đấy góc này là cũng trưng bày toàn hoài niệm các bạn nhé. Một không gian cũ của Hà Nội, một không gian bao cấp, thời bao cấp. Đây cái bàn tôi ngồi đây, đây dưới cái ngọn đèn này. Đấy, từ cái chỗ tôi ngồi nhìn ra không gian bên ngoài. Nhưng các bạn ạ, buổi sáng thì hầu như là các em sinh viên là buổi trưa mới đến, nhưng buổi sáng là cái tầng tôi ngồi cái tầng trên cùng là không, hầu như là không có ai. Đấy các bạn nhìn đây. Đây cái giấy bàn để các em ngồi học và thảo luận với nhau nữa. Tuyệt vời. Đây, còn đây là tôi sẽ đưa các bạn lên cái tầng trên cùng nhé. Tầng trên cùng là cái tầng sinh hoạt của anh bảo vệ. Đây, anh ăn ở đây là cả tháng ấy. Đây cái tầng trên cùng là cái tầng tùm. Đây các bạn đã nhìn thấy cái không gian hồ Tây chưa? Tôi kéo cái cánh cửa ra nhé. Đó cái không gian hồ Tây đấy. Thế còn góc này, này. Đó, các bạn nhìn thấy cái không gian Hồ Tây bây giờ nó như cái ao. Đấy, mờ 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 là hai cái tòa nhà của EVN ở trên cái trục Phạm Hồng Thái với cả Cửa Bắc đấy. Nhà máy điện Yên Phủ cũ đấy. Sau lưng của hoàn toàn là không gian hồ.
Đấy, một cái ngõ hẻm sau lưng cái quán cà phê là dẫn ra cái đường Vệ Hồ bao quanh. Đấy, Hồ Tây như một cái ao. Bây giờ bước lại cái xuống cái gian phòng tầng 4, tôi ngồi cà phê và tôi sẽ chọn một cái góc máy để dựng hình các bạn nhé. Đấy, từ tầng 5 là bước xuống tầng 4 đấy. Đây, có lẽ là tôi sẽ chọn cái góc máy dựng hình từ cái góc bàn tôi ngồi đây. Phòng trong hướng ra cái không gian phòng ngoài, tôi sẽ dựng hình ở đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy được cái vị trí tôi ngồi, nhìn qua cái khung cửa song gỗ này. Đấy, còn đây là bốn cái cánh cửa mở ra cái không gian phòng ngoài. Đấy, cái tấm cái bàn dài mà kê 8 cái ghế ghế tựa đấy là các bạn sinh viên là chiều đến này ngồi ôn bài thảo luận nhau đó. Đấy, các bạn nhìn lại cái bức vách nhé, gia chủ làm rất khéo, ngăn cái gian phòng. Nói chừng là 2 tháng trước thì nối thông phòng với nhau các bạn ạ, kéo dài một vệt, nhưng sau gia chủ là xây tường ngăn vách lại để bên kia làm thêm một cái quán ăn trưa, có lẽ là một quán ăn trưa cho sinh viên. Đấy, cái không gian này là hoàn toàn là phục vụ các em và các bạn sinh viên. Đấy, tôi sẽ dựng hình ở những cái không gian này, ở cái góc hình này. Một không gian Hà Nội cũ, một bức ảnh cũ về Hà Nội, một con phố Hàng Mã hay con phố Hàng Bạc. Hãy luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành.